Khi bạn hết tiền vào cuối tháng nhưng bạn muốn đi biển, thì đây là cách cứu vớt cơn thèm của bạn. Mùa hè là mùa của những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng với những người lúa về chưa kịp mà vẫn có máu đi chơi thì... Nhóm bạn trong clip đã hết sức sáng tạo, nghĩ ra mô hình nghỉ dưỡng độc lạ có 102. Tận dụng ngay chiếc xe tải của nhà đang có. Nhưng chiếc xe tải này hôm nay lạ lắm. Không chở đồ mà chở cả một đại dương mênh mông biển nước. Cả một resort 5 sao như thu nhỏ trong chiếc xe tải này. Hai chị gái nằm ung dung trên chiếc ghế dài thưởng thức trái cây, như nằm ngoài bãi biển rất chill. Anh trai đang bơi lặn hì hụp trong biển nước. Nhưng biển này hơi bé, anh thanh niên chưa kịp sải tay thì đã đạp đến bờ. Đã vậy nước biển còn rất sạch và trong, đến độ thấy được cả tấm bạt lót bên dưới. Cũng may là nhà chỉ có chiếc xe tải, chứ có luôn cả xe container thì chắc là tới công chuyện với nhóm bạn này rồi. Quả là một chuyến nghỉ dưỡng vô cùng tiết kiệm. Đúng là khi bị dồn đến đường cùng, con người ta sẽ nghĩ ra được những cách vô cùng bá đạo. Cách nghỉ dưỡng độc đáo này đã khiến nhiều cộng đồng mạng thích thú và để lại bình luận như sau. Kèo này có vẻ ổn. Vài bữa tìm chiếc xe làm vậy được nè, khỏi đi biển. Các bạn thấy cách nghỉ dưỡng này như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.